Chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì hôm nay em làm video để giới thiệu đến các anh một mẫu bật lửa xăng đá mini cực kỳ là mignon như là cực kỳ là ấn tượng luôn các anh nhé. Với mã hàng là Z583. Mã sản phẩm thì em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng nhớ mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nhé. Một mẫu bật lửa xăng đá siêu nhỏ đến từ thương hiệu Zoro các anh nhé. Rất là độc đáo với kích thước cực kỳ là mignon luôn các anh nha. Làm có thể nói là làm choáng các anh đối diện ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đấy ạ. Sản phẩm với họa tiết tân cổ điển trên bề mặt vỏ ấn tượng cực kỳ là tinh xảo và rất là hấp dẫn luôn các anh nha. Một sản phẩm rất là xứng đáng có trong bộ sưu tập của các anh đấy ạ. Mẫu này thì có rất là nhiều phiên bản màu để các anh lựa chọn. Như là phiên bản màu vàng, bạc, đen, nâu và phối màu các anh nha. Trên đây thì em đang có 4 mẫu để các anh có thể tham khảo qua về màu sắc các anh nha, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Một chiếc bật lửa hay còn được các anh gọi là bật lửa đèn lồng đấy ạ. Các anh có thể thấy là nó rất là giống chiếc bật lửa. Các anh có thể quan sát thấy rất là giống chiếc đèn lồng đúng không ạ? Chiếc đèn lồng mignon cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mộc đáy các anh có thể quan sát thấy nhá. Mộc đáy Zoro 583 cực kỳ là chất lượng luôn. Mẫu này thì mình sử dụng xăng đá chung với Zippo các anh nhé. Cực kỳ là dễ dàng tìm kiếm cũng như là thay thế khi hết luôn. Đánh lửa rất là lạ luôn các anh nha. Cực kỳ là nhạy lửa. Cũng như là buồng đốt cao giúp các anh có thể đi gió nhẹ, không tắt các anh nha. Cực kỳ là tuyệt luôn. Với mẫu này thì rất là thú vị các anh nha. Cực kỳ là tuyệt vời dành cho những anh nào thích sự độc lạ cũng như là đam mê, có niềm đam mê đặc biệt đối với bật lửa. Cũng như là có thể sở hữu để tăng thêm màu sắc cho bộ sưu tập của mình các anh nhá. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Chất liệu được làm bằng cốt đồng rất là đẹp và cũng như là rất là bền các anh nha, cực kỳ là bền luôn. Anh nào mà kết cái mã sản phẩm mignon này thì có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ các bạn nhân viên liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tránh mất thời gian thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhá. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.